Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thưa sư, cho con hỏi làm thế nào để kiểm soát tâm không bị phóng dật với nhiều khi tâm của tôi bị phóng dật đi lang thang đâu đâu, khoảng 1 phút tôi mới giật mình phát hiện ra. Cái vấn đề là tâm của chúng ta định và niệm nó còn yếu, cho nên nó thường hay phóng dật. Cái chuyện chúng ta cần làm chỉ đơn giản là chúng ta thực hành nhiều hơn thôi. Khi chúng ta thực hành nhiều hơn, định và niệm nó nhiều hơn, thì tự nhiên là nó sẽ khắc phục được cái điểm này. Kính bạch sư, cho con hỏi, đối với các loài vật có hại như muỗi, kiến, ba khoang, nếu mình giết thì nghiệp như thế nào? Nếu không giết thì nó có thể hại mình hoặc hại người khác. Quý vị cứ suy nghĩ, chúng ta luân hồi trong vô số kiếp, có rất nhiều chúng sanh làm con của mình, nhưng mà vào đời này thì cái số lượng con mà mình có thể có nó có giới hạn thôi. Một người chỉ có vài đứa con, hoặc thậm chí là những người vô sinh không có con được, mặc dù họ rất muốn có con. Thì những chúng sanh mà không đủ phước ấy, thì họ không sanh được làm người, mà bởi vì do cái nhân duyên gia đình, đặc biệt là nhân duyên mẹ con, mà những cái đứa con của những đời quá khứ ấy, nó sanh ở gần mình. Quý vị cứ tưởng tượng một đứa con mình tay ẵm tay bồng, thương hết mực, nắng gió mưa sương, có bệnh mình cũng lo, mình chạy đi khám bệnh cho nó. Rồi qua đời sau kiếp khác, mình được phước sanh làm người, nhưng nó không được phước sanh làm người, nó phải sanh làm những con vật ở gần mình. Và khi mình nhìn thấy đứa con năm xưa, tâm từ của người mẹ không còn, tình thương của người mẹ không còn, mình thấy nó gây hại, cho nên mình giết nó. Quý vị có thấy sự kinh khủng của dòng luân hồi không? Cho nên nếu như mình có lòng từ và thật sự mình thương chúng sanh, sư không dám nói quý vị thương nhiều chúng sanh đâu. Sư chỉ mong mỏi quý vị thương những đứa con quá khứ của mình, do nghiệp cho nên nó không được sanh làm người, mà do nghiệp cho nên nó gần gũi mình. Có đôi khi nó chỉ sinh mình một chút xíu máu, hoặc có đôi khi do mình sinh hoạt bất cẩn, thành ra là nó tới nó cắn mình. Giống như hồi xưa con nó làm khổ mẹ, bây giờ cái khổ nó không đáng bao nhiêu hết. Quý vị xem có đáng để cho mình giết đi một đứa con hay không? Luân hồi vô số kiếp, cho nên con mình có nhiều lắm. Khi một người hiểu rõ như vậy, ý thức được cái sự kinh khủng của sự luân hồi, thì họ không có lòng giết hại bất kỳ chúng sanh nào. Có lần sư nhìn thấy một cái cô đem cô bán chim ở trong chùa, sư rất là thương, bởi vì sư muốn nói nhưng mà sư nghĩ là cô khó, có thể cô không nghe. Sư muốn hỏi cô là cô nghĩ như thế nào một người mẹ đem con của mình bán để kiếm tiền nuôi thân. Vào thời này, cái người mẹ mà cái kiểu đó, người ta thậm chí là hô hào tử hình, ném đá đến chết, bởi vì người mẹ như thế là mất nhân tính. Nhưng mà do những đứa con nó không được sanh làm người, nó sanh làm những con chim, rồi người mẹ bắt chính những đứa con mình đem bán để kiếm tiền nuôi thân, và người mẹ không ý thức được là họ đang bán con của mình. Cho nên khi chúng ta hiểu về cái chuyện
kinh sợ của dòng sanh tử luân hồi thì chúng ta sẽ có nhu cầu thực hành từ tâm hơn. Trong các chùa Bắc Tông thờ rất nhiều vị Phật như Phật Dược Sư, Phật Di Lặc. Các vị này có trong kinh tạng hay không? Thứ nhất, Phật Dược Sư không có trong kinh tạng. Cái thứ hai, gọi Phật Di Lặc cũng không đúng. Cái thứ nhất, Ngài còn là Bồ Tát, Ngài chưa thành Phật thì không thể gọi Ngài là Phật được. Nhớ dùm, Phật là Phật mà Bồ Tát là Bồ Tát. Chúng ta không nên nhầm lẫn khái niệm. Cái vấn đề thứ hai là hình tượng Di Lặc ở trong các chùa Bắc Tông đó, là được lấy từ hình ảnh Bố Đại Đại Sư, là một vị tu sĩ có cái tướng Phật Pháp và thường hay đem một cái túi đại rất là lớn đó, rồi cái gì mình cũng bỏ vào trong đó hết. Và sau này á, vị này hoặc là những người mà có cái lòng ủng hộ vị này cho nên là tự nhận vị này là Bồ Tát Di Lặc. Thực tế không phải. Bồ Tát Di Lặc bây giờ đang ở cõi trời Đâu Xuất, và Ngài ở từ thời vào thời kỳ Đức Phật ha, và Ngài ở trên đó chờ đến khi đúng thời điểm Ngài mới xuống để Ngài thành một vị chánh đẳng giác tiếp theo. Ngài sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà xuống đây. Nhớ giùm, tất cả các trường hợp gọi là Bồ Tát Di Lặc thị hiện từ xưa đến nay đều không có cơ sở. Bởi vì nếu theo đúng kinh tạng thì Ngài phải ở cõi Đâu Xuất và Ngài sẽ chờ ở trên đó, chứ Ngài không bao giờ xuống. Cho nên không có cái sự kiện mà Phật Di Lặc thị hiện, chuyện nó không có. Thành ra cái hình ảnh á, thì hình ảnh Di Lặc mà tạm gọi là Bồ Tát Di Lặc mình thờ nó không chính xác. Trong pháp quán thọ của Ngài Gân Ca có quán cảm thọ trên toàn bộ cơ thể, trong đó có cảm thọ vi tế đến cảm thọ khô thô. Phương pháp này có trong kinh Phật không? Phương pháp này phù hợp với kinh tạng. Sư không nói là nó có trong kinh Phật, nhưng mà phương pháp này phù hợp với kinh tạng. Đó là khi mà chúng ta quán các cái phần cảm thọ từ thô đến tế, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, và quán cảm thọ trên tất cả các phần của cơ thể. Cái phương pháp quán này là phù hợp với kinh tạng. Nếu phát triển việc quán thọ thì có thể quan sát được bộ phận nào trên cơ thể bị bệnh thông qua dấu hiệu các thọ không? Sư không phát triển phương pháp quán cảm thọ đến mức đó. Nhưng nếu như quý vị hành thiền đúng, hành thiền đúng đến tứ thiền, xin thưa tứ thiền đúng chứ không phải cái kiểu tứ thiền của phong trào. Tứ thiền phong trào có nghĩa là sao? Quý vị thực hành đến một số cái trường thiền, ngay cả trường thiền Ba Ốc thì một số nơi cũng như vậy. Quý vị hành thiền đến một mức độ nào đó, quý vị trình với thiền sư, thiền sư sẽ hướng dẫn quý vị phương pháp lên sơ thiền. Quý vị thực hành theo, rồi thiền sư lại hướng dẫn quý vị phương pháp lên nhị thiền, quý vị thực hành theo. Nhưng có những người thực hành tứ thiền bát định nhưng cái định của họ chưa đạt cận định, do họ bị ảo tưởng. Họ nghĩ là cái định của họ nó đủ mạnh mẽ, họ nghĩ là họ đã đạt đến tứ thiền bát định, nhưng thực tế định của họ chưa đạt được cận định. Và đây là một sự kiện diễn ra không hiếm. Thành ra khi mà sư nói tứ thiền thì sư nói tứ thiền đúng nghĩa. Khi mà mình thực hành tứ thiền, đạt đến tứ thiền, cái định của mình nó đủ để quan sát thân này. Một số đề mục ví dụ như hơi thở, hoặc là
những cái đề mục tứ đại, quý vị có thể quan sát thân này và có thể biết được bộ phận nào trong cơ thể của mình có vấn đề. Nhưng ở đây sư nói là tứ thiền đúng nha. Dạ sư, cho con hỏi một vấn đề hơi tế nhị. Thì giả của sư, con hay thấy là nam, cho con hỏi nếu là nữ có thể được làm thị giả của một vị sư không? Trong tạng luật thì kheo có cấm không mà, và tiêu chuẩn của một thị giả là thế nào? Thị giả phải là nam. Người cận sự nữ thì có thể, tức là mình gần gũi với chùa, mình phục vụ chùa. Như quý vị thấy một số chùa đó, có các cô bếp, rồi các cô có thể quét sân, lau chánh điện vân vân. Thì đó thuộc về cái người nữ phụ việc chùa hoặc là người cận sự nữ. Nhưng mà để được làm thị giả, tức là ở cái mức độ gần gũi hơn á, thì cần phải là người nam. Cái yêu cầu để mà làm một thị giả đó là chúng ta nên hiểu một phần giới luật của tỳ kheo. Cái này thì không cần phải lo, tại vì khi mà tiếp xúc làm thị giả dần thì sẽ được dạy dần cái gì cần phải làm, những cái nguyên tắc nào cần nhớ, những cái đó thì vị sư sẽ hướng dẫn. Cái chuyện cần đó là cái khả năng tế nhị và quan sát nhạy bén, để khi nào thầy mình cần thì mình có mặt, còn khi nào thầy mình không cần thì mình có thể để cho thầy mình yên tĩnh sống thoải mái riêng một mình đó. Thì chỉ cần cái khả năng tế nhị, quan sát và có lòng thôi, cái tâm nó quan trọng hơn. Và khi mình có tâm thì cái gì nó cũng dễ. Còn các cái yêu cầu thì từ từ sẽ dạy. Dạ vâng, kính sư, con kính mong sư hoan hỷ giải đáp cho con điều học pháp. Còn thắc mắc như sau: tình huống 1, nếu tâm tham hoặc sân hoặc si mê và ngày trong thời gian lại bị từ trần, ví dụ đột quỵ trong lúc nổi lên sân hận, thì khả năng cực kỳ cao sẽ đọa vào cõi dữ. Theo con nghĩ như vậy, hiểu như vậy thì đúng là như vậy. Khi mà chúng ta đang ở trong tâm bất thiện mà chúng ta chết, thì cái tâm cuối cùng của mình gọi là cái tâm cận tử, và nó sẽ dẫn chúng ta đi theo nghiệp. Cho nên cái tâm cận tử mà là tâm bất thiện thì chắc chắn là mình phải đi đến các cảnh giới bất thiện. Tình huống 2, nếu mệnh chung tâm không có tham sân si, hoặc trong lúc tâm định hay hành thiền, thì khả năng đời sống sau sẽ tái sanh vào cõi lành. Theo con hiểu như vậy thì đúng là khi mà mình giữ gìn chánh niệm, thì nếu như mình chết bất đắc kỳ tử thì mình sẽ sanh về cõi lành, do cái niệm cuối cùng của mình đó chính là tâm thiền. Thành ra những khi mà quý vị chánh niệm, những khi mà quý vị từ tâm mình đi thiền, mình quan sát thân tâm của mình, hoặc khi mình suy tư pháp, thì đó là những khi mình không sợ chết. Bởi vì nếu như mình có chết thì mình cũng đi lên. Vậy câu hỏi của con ở tình huống 3 rằng, nếu con từ trần trong lúc đang ngủ say thì khả năng cao sẽ tái sanh vào cõi nào? Khi mà quý vị ngủ mà quý vị chết thì nó được tính theo cái kiểu là chết bất đắc kỳ tử. Có một số vị thì sẽ cho rằng nó chết bằng cái tâm si, do khi đó mình đang ngủ. Nhưng mà theo sư thì đó, khi đó dòng tâm thức của mình nó thuộc về cái tâm hữu phần. Thì như vậy đó, theo quan điểm cá nhân của sư thì nó sẽ tùy thuộc vào cái thường nghiệp của mình. Mình làm cái gì nhiều, thiện nhiều hay ác nhiều, thì cái thường nghiệp đó, nó sẽ dẫn mình đi theo cảnh giới tương ứng. Trong kinh Nhật Tụng có nói: cúng tịnh tài, nguyện cho con được đủ tài sản,
đời và tài sản thánh nhân kể từ kiếp này trở đi. Tài sản đời thì con hiểu, còn tài sản thánh nhân là gì? Con cảm ơn sư, tôi thất thánh sản ha. Tính thí giới văn tàm úy trí. Tính là niềm tin, thí là có lòng hào sản, sự thí xả, giới là giới hạnh, văn là sự nghe nhiều, tàm úy, tàm là sự hổ thẹn với tội lỗi, úy là ghê sợ tội lỗi, còn trí là cái trí thấy tam tướng. Thì đó chính là tài sản của thánh nhân. Kính bạch sư, con được nghe giảng pháp rằng ma vương luôn hộ độ cho những người phát tâm tu và thực hành tu tập, miễn là sự tu tập của họ đừng hướng đến quả giải thoát. Trình sư sự nghe này của con đúng không? Con và con thỉnh sư giảng dạy thêm cho con được rõ về ma vương, thiên vương và chư thiên. Ma vương và thời Đức Phật á, thì đúng như vậy. Bởi vì khi mình giải thoát là mình thoát khỏi vòng trói buộc của ma vương, thì ma vương sẽ không có hoan hỷ. Còn khi mà mình hành thiền, dù cho mình có chứng phi tưởng, phi tưởng thì mình vẫn còn ở trong cái sự trói buộc của ma vương. Cho nên là mình cứ tu thoải mái, miễn sao không giải thoát thì thôi. Còn ma vương mà về sau á, sau này thì nếu như sư nhớ không lầm á, là trong chú giải của cái đời mấy á, tại vì chú giải nó cũng có nhiều loại. Có nói là ma vương sau này thì có thay đổi tâm và chuyển sang hộ trì chánh pháp. Còn thiên vương á, là bốn vị trời, là tứ đại thiên vương. Ở cái cõi thiên vương, ở cõi tứ thiên vương, bốn vị này có trách nhiệm cai quản bốn bộ châu thiên hạ. Chư thiên là các vị trời nói chung, chư là nhiều, thiên là các vị trời. Các vị trời ở tất cả các cái tầng thiên á, thì các ngài ở tất cả các cõi trời dục giới thì đều được gọi là chư thiên. Bạch sư, sư đi Thái Lan thỉnh kinh từ ngày mấy đến ngày mấy? Phật tử chúng con muốn đi cùng được không? Để sư phải sắp xếp lịch, chứ bây giờ chưa có cái ngày rõ ràng. Và khi mà sư sắp xếp lịch á, thì sư sẽ đi. Sư đi đợt này á, là để tìm cho đủ bộ chú giải của Kinh Tạng mà đã được dịch của tiếng Thái á, để đem về cho các vị mà biết tiếng Thái dịch lại cho tiếng Việt cho Phật tử được nhờ. Nhưng mà cái công trình này á, thì khá là lớn á. Và cái số mà cần thiết để cần cho cái này nó cũng không có nhỏ. Thì sư làm từ từ thôi, làm trong khả năng của sư. Và trước mắt thì sư sẽ làm không có công khai, để bởi vì để dịch xong, thí dụ như là 10 bài kinh. Bây giờ thì cái anh mà ảnh trung tâm dịch thuật á, dịch vụ dịch thuật, ảnh báo cho sư biết, ảnh báo cho sư biết á, là 10 bài kinh đầu thì cái số lượng số trang á, là khoảng 700 trang dịch của tiếng Thái, số trang là 700 trang mà cái chữ nó thì nó nhỏ xíu à. Cho nên á, mà dịch một năm gọi là 10 bài kinh đầu thì chi phí dự trù á, là khoảng để coi khoảng hơn 300 triệu. Thì sư thấy là nếu như mà dịch được Kinh Tạng chú giải ra để cho người tăng ni Phật tử Việt Nam mình được nhờ thì con số đó nó không đáng. Nhưng cái quan trọng là mình tìm ra được, thỉnh được, sau đó dịch được, thì đó là cả một công trình.
Còn cái chuyện muốn đi cùng có được không thì đi cùng thì cũng được, nhưng mà ai muốn đi cùng thì chắc có lẽ là nhắn tin riêng cho sư, bởi vì sư chưa có xếp cái lịch đi. Khi nào sư xếp cái lịch đi thì sư mới báo. Kính bạch thầy chỉ dạy cho chúng con tư thế cách ngồi thiền và cách sau khi xả thiền. Cái này chắc bạn mới. Khi mà ngồi thiền á, thứ nhất là cái tay của mình để đâu cũng được, không có bắt ấn nha. Và không có dạy mình bắt ấn. Và cái chân á, thì có thể có ba tư thế ngồi là kiết già, bán già và chân trong chân ngoài. Riêng phụ nữ thì không nên ngồi kiết già, bởi vì trong tạng luật á, Đức Thế Tôn cấm các vị tỷ kheo ni ngồi kiết già, do cái cấu tạo sinh lý người nữ khi ngồi kiết già thì tham dục dễ sanh khởi. Mà quý vị biết tham dục dễ sanh khởi đến mức độ mà Phật phải cấm thì có lẽ là nó không phải chuyện nhỏ. Cho nên mặc dù mình không phải tỷ kheo ni, nhưng mà đó có thể là một chi tiết để mình tham khảo. Và sau khi xả thiền thì sư xin thưa, mình không có khái niệm xả thiền. Tuy nhiên sư có thể hiểu là từ cái oai nghi ngồi chuyển sang oai nghi đi, thì mình chỉ việc duỗi chân, xoa bóp nhẹ nếu cần thiết và đứng dậy đi thôi. Cơ thể mình tự điều tiết, mình không cần phải xoa bóp như một số dòng thiền ở Phật giáo phát triển. Cái đó không cần thiết. Các vị Miến Điện, các vị tu từ khi sống cho đến khi chết, từ đời này qua đời khác, các ngài không có làm mấy cái đó, mà các ngài vẫn sinh hoạt bình thường. Cho nên là mình không có cần một cái tư thế đặc biệt, một cái tư thế xoa bóp nào đó đặc biệt để lưu tâm khi xả thiền. Đương nhiên nếu như quý vị có bệnh thì quý vị cần xoa bóp thì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà tất cả mọi thứ mình đều cần làm ở trong chánh niệm. Và đừng có biến cái chuyện mình xoa bóp đó thành một cái phương pháp tu tập, thì nó kẹt lắm. Bạch sư cho con hỏi, nếu mình vô tình nghe được bản nhạc khi đi trên đường hoặc lúc đang đi thiền, mà bản nhạc đó là bài mình đã từng nghe qua và thuộc lời bài hát, khi đó mình quán tai đang thọ lạc nhưng giai điệu bài hát cứ văng vẳng trong đầu, thì làm thế nào để không khởi lên tâm tham khi đó? Cái việc đầu tiên là mình quan sát cảm thọ ở nơi tai. Khi đó đó, tai nó chỉ là tâm quan sát thọ xả thôi. Nhưng mà khi mình định và niệm mình chưa có đủ, thì nó sẽ đi tiến thêm một bước nữa, là nó làm khởi cái tâm tham của mình lên. Thì khi đó đó, mình chỉ đơn giản mình nhìn vào trạng thái tham của tâm. Đừng có để ý đến bài hát nữa. Mình nhìn vào trạng thái tham của tâm, cứ nhìn vào nó. Và cho tai của mình á, mình không có khả năng mà mình đoạn trừ. Cho nên là một á, là quý vị quay trở lại cái đề mục mà mình thuần thục nhất. Đó có thể là hơi thở, có thể là từng chuyển động, rồi mình bám chặt tâm mình vào đó. Hai là nếu như mình có khả năng định tâm tốt thì mình chỉ cần mình nhìn vào tâm tham của mình thôi. Ba là mình có thể mình cắt cái duyên đi, ví dụ như đi chỗ khác, hoặc là mình sắm một cái tai nghe mà nó có chức năng là cách âm. Thì mình cũng có thể mình bấm nó lên cũng được. Kính bạch sư cho con hỏi, khi sư giảng cho chúng con hiểu rõ về tâm si, vì hầu hết các giảng sư chỉ giảng, xin sư giảng cho chúng con hiểu về tâm si, vì hầu hết các giảng sư chỉ giảng về tâm tham và tâm sân, ít giảng về tâm si. Si nó có hai, là si hoài nghi và si phóng dật. Nếu như mà mình đòi tách cái tâm si ra đặc biệt, thì nó có hai là si hoài nghi và si phóng dật.
Cho nên khi mà mình hoài nghi thì mình biết nó thuộc về tâm si. Còn khi mà mình phóng dật á, thì mình biết nó thuộc về tâm si. Còn cái tâm si nó luôn luôn đi kèm đối với tham và sân. Bởi vì như sư nói ngày hôm qua là vô minh, là không hiểu, vô thường, khổ, vô ngã, là sự chấp ngã, thì nó luôn luôn nằm kế bên cái anh tham và sân. Cho nên khi mình có tham, có sân thì anh si luôn luôn nằm kèm theo đó. Chính bởi vì như vậy đó, các vị giảng sư ít khi nói sâu về tâm si. Bởi vì trong tham và sân nó đã có si rồi. Và cái thứ hai, nếu như mình muốn xét cái tâm si mà rõ ràng để gọi tên á, thì nó là si hoài nghi và si phóng dật. Còn như sư nói ngày hôm qua, khi mà các căn mình tiếp xúc các cảnh thì đó là tâm quan sát của ngũ môn. Mắt mình nhìn cảnh đầu tiên á, là tâm quan sát của cặp mắt. Khi mà tâm mình quan sát á, thì nó sẽ luôn luôn có cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Nó luôn luôn kèm theo cảm thọ. Rồi sau đó mình mới đi tiếp là mình phân tích xem nó là cái gì. Rồi mình có cái phản ứng với nó. Nhưng mà đơn thuần thì nó chỉ là cái tâm quan sát. Thành ra đó, Đức Thế Tôn mới dạy là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Đúng không? Thưa Thầy, con xin góp ý là tối nay Thầy thuyết pháp về chuyện tiền thân của Đức Phật được không ạ? Rồi, nó mất thời gian. Bởi vì nếu như chúng ta muốn nghe chuyện tiền thân thì chúng ta mở cái Chataka lên chúng ta nghe, tức là tuyển tập chuyện tiền thân. Có bản Ngài Minh Châu, Ngài có dịch rồi, nó nhiều lắm. Những cái chuyện tiền thân của Đức Phật cũng được kể rải rác trong cái chú giải pháp cú. Chú giải pháp cú là cái quyển pháp cú mà nó có nhiều những câu chuyện bên trong. Sư thì sư hạn chế cái chuyện kể chuyện, bởi vì với sư thì mình kể chuyện nhiều nó tốn thời gian. Trong khi đó những cái kiến thức giáo lý mình cần biết thì rất là nhiều. Những câu chuyện chỉ mang tính chất là để bổ sung làm rõ ý nghĩa thôi, chứ không phải là mình dành hẳn một cái thời gian để mình giảng về chuyện tiền thân. Quý vị biết là cái một số nơi Phật giáo suy tàn nha, Phật giáo suy tàn, thì các vị pháp sư khi đó lên pháp tòa chỉ kể những câu chuyện tiền thân, sau đó rút ra bài học và kết thúc. Đó là biểu hiện của Phật giáo khi đi đến giai đoạn suy tàn. Chính bởi vì như vậy, sư hạn chế cái chuyện kể quá nhiều những câu chuyện. Sư giúp con giải nghĩa. Rồi đây là có mười mấy cái ha. Tam quy. Quy y ở đây tức là sự nương nhờ. Cái từ mà sarana đó có nghĩa là cái sự nương nhờ, đi đến nương tựa, nương nhờ. Thì tam quy ở đây là mình nương tựa nơi Phật, nương tựa nơi Pháp và nương tựa nơi Tăng. Tái tục tam nhân tối thắng. Tái tục có nghĩa là mình đầu thai hoặc mình tái sanh ở đời sau kiếp khác. Còn tam nhân á, thì tức là mình đầu thai bằng cái tâm vô tham, vô sân và vô si. Đó là cái nhân quan trọng để mình có thể chứng đắc được các tầng thiền và chứng đắc được thánh đạo thánh quả. Chính bởi vì như vậy đó, chúng ta gọi là
tam nhân đó là tối thắng, do nó là duyên để chúng ta có thể chứng đắc thánh đạo thánh quả. An trú trụ thân. An trú là khi mà tâm của mình nó ở yên một nơi thì chúng ta gọi là an trú. Còn cái trụ thân thì khi mà thân của chúng ta cũng ở yên một chỗ thì đó gọi là trụ thân. Chánh niệm tỉnh giác, nói một cách chính xác là niệm và sự tỉnh giác. Sati sampajanya. Cái sati nghĩa là sự ghi nhớ, sự nhớ. Nó là động từ thuộc hiện tại chứ không phải động từ thuộc quá khứ. Nhớ ở đây là mình nhớ đến cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình, cái vị trí mà mình cần phải quan sát, thiết lập niệm, mà thiết lập sự ghi nhớ để quan sát thân, thọ, tâm, pháp một cách liên tục. Còn cái sampajanya được dịch là tỉnh giác, được Đức Thế Tôn định nghĩa như sau: thế nào là vị tỷ kheo tỉnh giác? Là vị tỷ kheo vào buổi sáng, vị ấy nỗ lực diệt trừ các cấu uế của tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Đó là vị tỷ kheo vào buổi trưa nỗ lực diệt trừ các cấu uế của tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Đó là vị tỷ kheo và từ canh giữa, canh đầu của đêm nỗ lực diệt trừ cấu uế của tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Đó là vị tỷ kheo vào canh giữa của đêm nỗ lực diệt trừ cấu uế của tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Đó là vị tỷ kheo vào canh cuối của đêm nỗ lực diệt trừ cấu uế của tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Đó là định nghĩa của cái tự tỉnh giác theo định nghĩa của Đức Thế Tôn. Có nghĩa là chúng ta nỗ lực diệt trừ cấu uế của tâm bằng cách đi thiền và ngồi thiền bất kể ngày hay đêm. Nó giống như người lính ở trước cổng thành có trách nhiệm quan sát cổng thành, không cho những kẻ địch trà trộn vào trên cổng thành. Cho nên sati sampajanya, niệm và sự tỉnh giác, tức là chúng ta thường xuyên liên tục quan sát thân, thọ, tâm, pháp để làm sạch tâm, làm sạch các cấu uế bằng cách đi thiền và ngồi thiền. Mấy cái này quý vị hoàn toàn có thể Google ha. Thí dụ như thức giác chi, hỷ giác chi, tinh tấn giác chi, khinh an giác chi, niệm giác chi, xả giác chi, tất cả những cái này thì nó trên cái trang của sư nó có hết. Quý vị gõ lên trên sư hạnh tuệ cộng mấy cái định nghĩa mà quý vị muốn biết á, quán tưởng tam tướng thì hồi sáng sư giảng rồi, là sự suy tư quán tưởng về vô thường, khổ và vô ngã. Tự do soi cả đâu đâu là trồng con mắt hoàn cầu sanh linh. Xin thưa, đây là một cái kiểu dịch thơ, thành ra nó bay bổng lắm. Nó chỉ đơn giản nói là mặt trời thì chiếu soi xuống cái cảnh chúng sanh. Và ở trong bài kinh này là bài kinh Khổng Tước, và mong là những vị thần là cái vị mà cai quả mặt trời hãy hộ trì và hộ độ cho tôi. Chỉ đơn giản như thế. Vườn lộc giả. Cái vườn lộc giả này đó, Isipatana, còn gọi là vườn nai á, thì đây là một cái nơi mà khi mà các cái con thú lớn nó rượt con thú nhỏ, thì con thú nhỏ đi đến cái nơi này á, nó không còn sự sợ hãi nữa.
và con thú lớn nó chạy đến nơi này á, thì cái nơi thì tự nhiên là nó không còn có cái tâm hận thù mà rượt đuổi nữa. Cho nên ở đây người ta cũng gọi là vườn nai, hoặc còn gọi là chư tiên hạ xứ, Isipatana, chư tiên hạ xứ. Là bởi vì thời quá khứ thì các vị Phật độc giác thì thường từ đỉnh Himalaya các ngài hạ xuống để mà các ngài đi khất thực, thì các ngài sẽ hạ xuống nơi đây. Cho nên người ta thấy có mấy ông tiên là mấy vị tu sĩ ở trên trời hạ xuống, thì người ta gọi là chư tiên hạ xứ. Có bản dịch là chư tiên đọa xứ. Sư nghĩ là đọa không đúng, tại đọa là mình rơi, mình rớt xuống mình mới là đọa, phải dùng cái từ là hạ thì nó chính xác hơn. Nhóm Kiều Trần Như là nhóm năm vị xuất gia cùng với Bồ Tát, và sau này là năm vị xuất gia đầu tiên ở trong giáo pháp, trong đó có ngài Kiều Trần Như dẫn đầu. Bốn cái loại là noãn thai thấp hóa. Noãn là sinh ra từ trứng, thai là sinh ra từ thai, thấp là sinh ra từ cái môi trường ẩm thấp, và hóa sanh là những chúng sanh xuất hiện do hóa sanh. Thí dụ như là chư thiên cõi trời thì đó là thuộc về hóa sanh. Dễ du tam bảo, tức là mình tam bảo dạy mình cái mình cần làm, mình không có làm. Nghĩa là mình những cái cần phải lưu ý thì mình không lưu ý một cách đúng mức, thì đó gọi là dễ vui. Kính thưa quý sư, cho con, chúng con hỏi Đức Phật có khuyến khích phóng sanh không? Đức Phật khuyên chúng ta luôn luôn nên thương tất cả chúng sanh. Và thời xưa không có khái niệm phóng sanh. Cái chuyện phóng sanh là cái chuyện mà mình sáng chế ra sau này. Sư thì sư không có cản, bởi vì bản chất của việc phóng sanh là mình giúp cho chúng sanh giải thoát khỏi sự nhốt và sự bức hại. Bản thân nó là điều tốt. Mặc dù ở trong kinh thì không có nhắc đến cái chuyện gọi là phóng sanh, tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý như thế này. Chúng ta phóng sanh thì mình phải thả cái con vật đó ở nơi nào mà mình chắc rằng nó sẽ không bị bắt lại. Chứ còn mà mấy cái con chim mà bán ở trước cổng chùa, đó là bán do cái nhu cầu phóng sanh của mình. Cho nên cái chuyện mà mình mua rồi mình thả nó thì tội nghiệp mấy con chim. Nếu mà quý vị muốn phóng sanh thì đừng bao giờ hứa hẹn trước, đặt trước, mà mình đi đến, ví dụ như đi ra chợ, mình coi những cái con cá nó chuẩn bị lên thớt, hoặc là những con tôm, những con ếch chuẩn bị lên thớt, mình mua về mình kiếm cái chỗ nào thả mà nó an toàn. Chứ tránh cái chuyện mình thả rồi mình vô trí nha, không có trí tuệ. Cái chuyện mà thả rồi nó sống hay nó chết là mình không cần biết. Cái chuyện mình thả rồi người ta có bắt lại hay không mình không cần biết. Cái chuyện mình thả rồi nó có nguy hại đến những cái chúng sanh xung quanh hay không mình cũng không cần biết. Thì đó là kiểu phóng sanh vô trí. Mình phóng sanh mình nên có trí tuệ, tức là mình thả nó, mình đảm bảo là nó có thể sống được, và nó không có gây hại cho những chúng sanh khác, không ảnh hưởng đến cái môi trường thiên nhiên xung quanh. Cho nên phóng sanh thì sư khuyến khích, nhưng mà sư khuyến khích sự phóng sanh có trí tuệ, chứ không phải phóng sanh không có trí tuệ. Thưa sư, cho con hỏi, hàng tại gia cư sĩ nếu trọn năm giới ở gia đình luôn
thì sẽ không được làm bất cứ việc gì, kể cả nấu ăn phục vụ bản thân, có phải không ạ? Đúng là như vậy. Bởi vì vào thời Đức Phật, có một lần ông cấp cô độc có tuyển một cái người nhân viên mới. Thì cái người làm công mới ngày hôm đó, người đó đi làm về thì không thấy ai hết trơn. Thì mới được báo là hôm nay là ngày bắt con trai, mà quên nói cho anh biết, thôi thì đồ ăn anh có sẵn đó, thì anh cứ ăn đi. Thì ngay cả những cái nhà như là nhà ông cấp cô độc đó, thì có những ngày bắt quan trai, và những ngày đó đó người làm đó, người ăn cái ở họ không có làm cái gì hết trơn, không có đi làm nha, mà họ chỉ đơn giản thứ nhất là giữ gìn bắt quan trai, thứ hai là tu tập các cái đề mục tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên, hoặc là quan sát thân thọ tâm pháp, hoặc là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Tức là ngày đó coi như là một ngày của chúng ta trong khóa tu vậy đó. Chúng ta chỉ lo chúng ta tu tập thôi, thì đó mới là cái ý nghĩa đúng đắn của cái ngày bát quan trai. Trong năm phần phạm vào giới sắc sanh thì chia phần biết rõ chúng sanh có sự sống, thì quả trứng gà vịt là có mầm sống, nếu con mua về chế biến thì con phạm luôn các chi phần còn lại. Như vậy thì phạm giới sắc sanh luôn, phải không? Thì mình chỉ đơn giản là mình mua trứng gà không có trống. Cái trứng không có trống thì nó không có sự sống, bởi vì nó không đủ điều kiện để nó nở ra thành gà con. Tuy nhiên riêng cái trứng vịt lộn thì mình phải cẩn trọng, bởi vì trứng vịt lộn thì có đôi khi cái con nó còn sống, mình phải đảm bảo là nó chết rồi á, thì khi đó mình ăn thì không sao. Sư cho con hỏi ngày tháng năm sinh và tên tuổi có ý nghĩa nhất định nào của nghiệp hay không? Ở trong kinh tạng thì ngày tháng năm sinh nó không quyết định và nó cho thấy cái nghiệp không có. Tuy nhiên có một số trường hợp đặc biệt như thế này, là một vị chuyển luân vương thì khi mà xuất hiện ở thế gian thì toàn bộ các hầm châu báu ở thế gian này nó đều sáng rực. Hoặc là một vị vua lỗ lạc xuất hiện ở thế gian thì toàn bộ vũ khí nó sáng rực lên. Còn khi Đức Thế Tôn ngài xuất hiện ở thế gian thì toàn bộ quả địa cầu nó rúng động. Thì đó là một phần của nghiệp, biểu hiện của nghiệp. Hoặc như là trường hợp ngài Ananda, khi mà ngài sanh ra thì cả vương quốc đều vui mừng, cho nên đặt tên ngài là Ananda. Còn ngày tháng năm sinh và tên tuổi nó không có quyết định nha. Có những vị A-la-hán tên nó rất là đời, thí dụ như tên là cục đá hoặc là tên là đen, cái màu đen á, tên là đen. Có những cái tên đó, nó rất là bình thường, bình dân đó. Và những cái đó nó không có thể hiện ra cái nghiệp của mình. Sư đánh giá thế nào về thần số học, và hiện nay có rất nhiều chuyên gia nghiên cứu và hướng cho người khác theo khuynh hướng đó. Quý vị có để ý là cái thần số học đó, nó không được đưa vào các trường đại học chính thức, đúng không? Và nếu như đó là một môn nghiên cứu khoa học á, thì suốt bao nhiêu năm người ta thế nào người ta cũng phải nghiên cứu rồi người ta đưa vào một cái khóa học chính thức chứ. Tại vì học ra có nghề mà, rõ ràng học ra có nghề.
thì mình nên đặt câu hỏi. Còn cái chuyện mà xem bói xem tướng thì ở trong kinh Tạng không có phủ nhận nha. Thí dụ như khi mà Bồ Tát sanh ra thì có 5 vị đạo sĩ đến để xem tướng cho Ngài, hoặc là khi Ngài có những giấc mơ kỳ lạ thì Ngài cũng tự đoán điềm giải mộng cho mình đó. Có những cái tướng tốt, tướng xấu, có những cái nơi tốt, nơi xấu, gọi là phong thủy, thì cái đó nó có thật, chứ không phải nó không có thật. Tuy nhiên, điều quan trọng là người Phật tử mình phải tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Ở trong Tăng Chi, nó là một người Phật tử, một người cư sĩ mà tin vào điềm lành, điềm dữ, tin vào bói toán hơn là tin vào nghiệp và quả của nghiệp, là hạng cư sĩ vứt đi. Trong kinh Đức Phật dùng từ rất nặng. Còn hạng cư sĩ mà không tin, chính xác mà nói là tin vào nghiệp và quả của nghiệp hơn là tin vào tướng tốt, tướng xấu, ngày lành, ngày dữ, thì được gọi là hạng cư sĩ hoa sen xanh, hoa sen đỏ ở trong Phật giáo. Cho nên phủ nhận thì không phủ nhận, nhưng mà nếu mình là cư sĩ thì đúng thiệt là cư sĩ thì không khuyên. Thứ ba, ngoài việc làm phước cúng dường Tam Bảo, con thấy có nhiều người nguyện xuống tóc, hạnh nguyện này có ý nghĩa trong đạo Phật không? Xin thưa, nếu như xuống tóc mà mình xin cái gì được, cái đó là mấy sư ngon lành nha. Mỗi tháng xuống tóc lần, mỗi nửa tháng xuống tóc một lần mà. Muốn cái gì thì cứ cạo đầu thoải mái, nhưng mà đâu có được nha. Cái chuyện mình xuống tóc á, là do trong nền văn hóa Á Đông, chính xác là mình ảnh hưởng từ Trung Hoa, là cái răng, cái tóc là gốc con người. Khi mà mình cắt tóc, nó mang ý nghĩa là mình bỏ đi cái gốc của mình. Nó là cái sự lớn lao ghê lắm. Thành ra đó, nó tương đương hồi xưa nha, nó tương đương với cái chuyện là chặt tay chặt chân. Thành ra là nó mang ý nghĩa rất là lớn, nhưng mà lớn ở trong thế gian, chứ còn xét về đạo thì nó không có ý nghĩa gì hết. Cái lợi ích của cái việc mà xuống tóc á, thì nó mang ý nghĩa sau đây. Thứ nhất là không phải lo chuyện trang điểm. Nói gì có thấy mấy sư cần lo kiểu đầu tóc không? Không cần, cạo xong chuyện. Cái thứ hai, không phải mất thời gian cho cái chuyện tắm gội. Cái này phụ nữ biết rõ. Cái thứ ba là nó gì ta? Nó không có phải mất thời gian cho cái chuyện mà để ý cái sắc đẹp của mình. Nó là một cái hình tướng là hủy dung. Cho nên là một vị tỷ kheo khi mà cạo tóc thì không cần phải lo gội đầu, không cần phải lo kiểu dáng, không cần phải lo trang sức, thì vì đó có nhiều thời gian để tu tập hơn. Cho nên là trong luật á, là vị tỷ kheo không được để tóc dài quá 2 đốt ngón tay. 2 đốt ngón tay là dài lắm á. Cho nên là mình bây giờ là mình cạo nửa tháng là mình cạo hơi bị nhiều, chứ đúng ra thì mình cạo chừng tháng lần, hoặc thậm chí có người cạo 2 tháng lần cũng không sao. Nhưng miễn làm sao mà nằm trong cái khoảng phạm vi đó thôi. Ở đời Đức Phật, các vị chứng đắc đạo quả, con nghe nói là có phát hào quang, có nhiều vị chứng, có cả thọ ký của Đức Phật. Vậy thời sau làm thế nào để biết chứng đắc đạo quả? Ai chứng? Vị nào chứng đắc đạo quả gần đây nhất? Mong sư cho biết. Ở trong luật tỷ kheo á, thì một vị chứng đắc đạo quả
thì không được cho người khác không phải là tỷ kheo biết, tức là trong nội bộ biết thôi. Mà đặc điểm của vị chứng đắc đạo quả là lời dạy nào của Thế Tôn vị ấy tuyệt đối không vi phạm, dù là vì nguyên nhân tánh mạng. Cho nên là một vị chứng đắc đạo quả vị đó sẽ không thể nói, không bao giờ nói. Trừ những vị tỷ kheo với nhau thì có thể nói, nhưng mà tùy trường hợp mà nói, chứ không phải trường hợp nào cũng nói. Và ngay cả một số cái pháp thượng nhân, ví dụ như sư đã nghe có vị có thể nhìn thấy chúng sanh ở địa ngục, có thể nhìn thấy chúng sanh ở cõi trời, đó là những cái thuộc về các pháp thượng nhân, thì ngay cả như vậy vị tỷ kheo cũng không được kể với người khác. Đó là luật. Cho nên là quý vị sẽ không thể nào biết được là vị nào có thể có chứng đắc đạo quả đâu. Và xin thưa là những người tự nhận mình có chứng đắc là những người không có chứng đắc. Bởi vì những vị chứng đắc á, là do trói buộc của giới luật vị ấy phải tuân theo, là vị ấy không được cho người khác biết. Thì những có nghĩa là những người cho người khác biết là những người phạm giới, thì như vậy là những vị đó không có chứng đắc. Gần đây nhất thì bây giờ quan trọng cái gì? Gần đây là gần hồi nào? Ở Việt Nam mình thời điểm hiện tại và cách đây có khi cả trăm năm, không có sự ghi nhận một trường hợp chứng đắc đạo quả nào. Chỉ có một số người bị danh lợi xưng chứng A-la-hán, xưng làm thần làm thánh thì nhiều lắm, xưng làm Phật cũng nhiều lắm, nhưng người thực sự chứng đắc đạo quả thì sư không thấy có sự ghi nhận nào. Nhưng mà như vậy nè, có cái như vậy thì quý vị có thể y cứ để biết là vị đó đáng để mình cúng dường. Thứ nhất là một vị tỷ kheo có giới hạnh trong sạch. Cái thứ hai là vị tỷ kheo có chánh kiến đó. Thì một vị mà có giới trong sạch đó, thì đó là vị đáng để mình đảnh lễ cúng dường. Cái giới trong sạch thì có khi mình khó biết, nhưng mà mấy cái mình chỉ cần biết là một vị sư mà không có những cái biểu hiện thô tháo về giới để mà người ta phải chỉ trích thì như vậy là được rồi. Còn cái chuyện mà phát hào quang thì xin thưa là không có nha. Không có. Có những vị phát hào quang mà không có chứng đắc đạo quả, có những vị chứng đắc đạo quả mà không có phát hào quang. Cho nên mình không nên dựa vào cái hào quang để mình xác định một vị là có chứng đắc đạo quả hay là không. Mà sư hỏi thiệt quý vị là nếu một vị chứng đắc đạo quả thì để làm cái gì? Cái quan trọng là mình lo tu tập đúng theo chánh pháp. Thì phần câu hỏi còn lại thì ngày mai chúng ta còn cái bữa cuối, sư sẽ cố gắng sư trả lời hết các cái câu hỏi cho quý vị. Và xin và sư cũng xin lỗi là bởi vì có đôi khi tự nhiên nó quên, mà muốn nhớ thì mình sư có một cách là khi mà mình quên cái gì đó đó, ngay cả pháp cũng vậy, không phải lúc nào mình cũng nhớ liền. Thì sư sẽ ngồi thiền định tâm, thì một hồi đó suy tư sâu về nó thì tự nhiên nó nhớ thôi. Nhưng mà do cái số lượng câu hỏi nó quá nhiều, mà bây giờ sư ngồi để mà sư suy tư đó, thì nó mất thời gian. Cho nên là quý vị hoan hỷ ha, có những câu sư sẽ trả lời sau. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ,
được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam